Bố của tôi năm nay 67 tuổi, đi khám tại bệnh viện Bạch Mai thì phát hiện khối u nằm trong gan. Hiện tại thì không dám sinh thiết vì bị huyết áp cao và xơ vữa động mạch vành. Hiện giờ thì bố tôi đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ kê, có cả thuốc nam. Vừa rồi thì đi khám và siêu âm thì bắt đầu có dịch ở trong ổ bụng, chân và mặt bị sưng phù. Xin nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Chào bạn, Thảo Dược Đức Thịnh xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Đối với trường hợp của bệnh nhân là có khối u ở trong gan thì bệnh nhân nên tham khảo sử dụng kết hợp bài thuốc cây xạ đen, bán chi li, bạch hoa xà, thiệt thảo sắc uống thì sẽ rất là tốt. Các vị thuốc trên thì đều là những vị thuốc có tác dụng là kháng khuẩn, chống viêm, tiêu tế bào ung bướu. Hiện nay thì đã có rất là nhiều những bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau và điều trị hiệu quả bằng cây thuốc nam. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972409268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.